Chào tất cả các bạn đến với kênh Trị Liệu Tâm Trí và Cân Bằng Năng Lượng. Quốc Anh cầu chúc mọi phước lành đến với tất cả chúng ta. Trong chủ đề của video lần này, Quốc Anh chia sẻ về chủ đề cách chúng ta thu hút may mắn để đạt mục tiêu của mình trong cuộc sống. Mặc dù thu hút may mắn vào cuộc sống của chúng ta là thứ mà chúng ta không thể kiểm soát được về mặt vật lý, tuy nhiên đó là thứ mà chúng ta có thể gián tiếp ảnh hưởng và mang lại cho cuộc sống của chúng ta bằng cách trau dồi những phẩm chất nhất định, phát triển tư duy thu hút may mắn và bằng cách thực hiện những hành động cho phép chúng ta thu hút các cơ hội vào cuộc sống của mình. Nó thực sự là kết quả của một loạt các sự trùng hợp tưởng như không liên quan, nhưng lại kết hợp với nhau như kết quả của những đặc điểm chúng ta trau dồi, tư duy chúng ta dự tính và những hành động chúng ta thực hiện hàng ngày. Cho dù nó được thực hiện một cách có ý thức hay vô thức, những cá nhân may mắn có xu hướng phát triển và trau dồi một số phẩm chất nhất định để thu hút các sự kiện và hoàn cảnh may mắn vào cuộc sống của họ một cách tự nhiên. Đây là những người được coi là có vận may. Những người may mắn có xu hướng trau dồi những phẩm chất nhất định của họ, giúp họ thu hút may mắn thường xuyên hơn vào cuộc sống của họ. Sau đây là những phẩm chất mà bạn có thể trau dồi để thu hút may mắn vào cuộc sống của mình. Những người mà cuộc sống của họ dường như được ban cho một lá bùa may mắn, họ có ý chí phi thường và một khả năng phi thường để kiên trì đối mặt với nghịch cảnh. Quyết tâm của họ để tiến về phía trước, bất kể trở ngại nào cản trở, sẽ mở ra cho họ một loạt cơ hội lớn hơn. Thường bộc lộ bản thân khi họ có thể vượt qua những thử thách trong cuộc sống. Những người may mắn hoàn toàn cam kết và kỷ luật để đạt được mục tiêu của họ. Kỷ luật này giúp họ toàn tâm toàn ý vào nhiệm vụ trước mắt, cho phép họ chặn đứng mọi phiền nhiễu và phát hiện ra những cơ hội tiềm năng có thể bất ngờ ập đến. Những người có vận may là những người lạc quan. Họ hoàn toàn hiểu rằng sự lạc quan giúp họ xác định các giải pháp và câu trả lời, nơi những người bi quan chỉ nhìn thấy vấn đề và đau lòng. Những người có yếu tố may mắn bản chất là hào phóng, có xu hướng cho người khác mà không có bất kỳ động cơ thầm kín nào. Sự hào phóng của họ đương nhiên nhận được sự tôn trọng và ngưỡng mộ của mọi người, và do đó, họ có nhiều khả năng nhận được sự hỗ trợ và giúp đỡ cần thiết để đạt được mục tiêu cá nhân của mình. Những người được bàn cho may mắn có bản chất khiêm tốn. Phong thái khiêm tốn này mở rộng tầm nhìn của họ một cách tự nhiên, giúp họ có thể tập trung ra bên ngoài bản thân mình, cho phép họ phát hiện ra những cơ hội mà người khác sẽ bỏ lỡ. Những người có may mắn thể hiện tác dụng xoa dịu đối với người khác, khiến mọi người cảm thấy thoải mái và thư giãn khi có mặt họ. Điều này tự nhiên xây dựng các mối quan hệ và liên kết bền chặt hơn. Do đó, mọi người có nhiều khả năng giúp đỡ họ nếu họ cần sự hỗ trợ. Những người có yếu tố may mắn không dễ bị lung lay trước những biến cố hoặc hoàn cảnh trong cuộc sống của họ. Thái độ thoải mái này giúp họ phát hiện ra những cơ hội có thể bị bỏ qua nếu bị phản ứng cảm xúc của họ cai trị. Những người có vẻ may mắn bẩm sinh rất dễ gần. Họ dễ gần vì nét mặt dễ chịu mà họ thể hiện và vì ngôn ngữ cơ thể cởi mở và chân thành. Điều này tự nhiên khuyến khích người khác tiếp cận và tương tác với họ một cách thường xuyên. Họ thích thử những điều mới, bước ra ngoài vùng an toàn của mình và mở rộng tầm nhìn cá nhân thường xuyên nhất có thể. Điều này cho phép họ tiếp xúc với những người, môi trường và hoàn cảnh mới một cách tự nhiên, cho phép họ học hỏi những điều mới, phát triển các kỹ năng độc đáo và tận dụng nhiều cơ hội hơn đến với họ. Những người thu hút sự may mắn luôn mỉm cười và mỉm cười đúng lúc. Điều này tự nhiên tạo ra một năng lượng vui vẻ vô tư mà mọi người được thu hút. Kết quả là họ thấy rằng những người khác sẵn sàng giúp đỡ và hỗ trợ họ với mục tiêu cá nhân của họ. Những cá nhân may mắn hoàn toàn hiểu rằng cách tốt nhất
để có được sự tin tưởng nhanh chóng với người khác là giao tiếp bằng mắt, nhẹ nhàng và trực tiếp. Một khi niềm tin này đã được thiết lập, một thế giới của những cơ hội mới sẽ xuất hiện. Một câu hỏi được đặt ra: làm thế nào để thu hút nhiều may mắn vào cuộc sống của bạn? Những sự kiện may mắn dường như dễ dàng bị thu hút vào cuộc sống của những người sống với yếu tố may mắn, bởi vì họ nuôi dưỡng một tư duy có thể tự nhiên mang lại vận may hàng ngày. Những cá nhân có yếu tố may mắn luôn mong đợi rằng vận may sẽ đến từ những quyết định và hành động của họ, cho dù các sự kiện nằm trong hay ngoài tầm kiểm soát của họ. Họ luôn mong đợi rằng một kết quả tích cực sẽ mang lại. Kỳ vọng này tự nhiên nâng cao nhận thức có ý thức của họ về thế giới xung quanh, giúp họ xác định những cơ hội mà nếu không thì có thể đã bị bỏ qua. Những người được xem là có vận may mong tìm ra giải pháp giúp họ vượt qua khó khăn. Họ hoàn toàn hiểu rằng nếu có vấn đề, có thể sẽ tìm ra giải pháp. Vấn đề chỉ là thời gian. Kết quả là họ vẫn cảnh giác, họ kiên trì và vượt qua các chướng ngại vật, đồng thời tìm kiếm các cơ hội có thể cung cấp cho họ câu trả lời mà họ đang tìm kiếm. Những người có vận may mong đợi điều tốt nhất từ người khác và xem mọi tương tác xã hội là cơ hội để cùng có lợi và phát triển. Họ không chỉ tương tác với mọi người, họ thực sự mất thời gian để tìm hiểu những người khác ở mức độ sâu sắc, cho phép họ tạo ra những cơ hội ngẫu nhiên từ những gì có vẻ là những cuộc gặp gỡ tình cờ. Họ mong đợi sẽ gặp được những người thú vị, hạnh phúc và đam mê mỗi ngày. Họ nhận ra rằng xung quanh mình với những kiểu người này sẽ tự nhiên có xu hướng thu hút may mắn và cơ hội mà họ đang đeo đuổi. Những người này nhận ra rằng đặt câu hỏi đúng sẽ dẫn họ đến câu trả lời họ cần, giúp họ vượt qua những thất bại và thu hút những cơ hội mà họ mong muốn mang lại trong cuộc sống của họ. Những cá nhân có yếu tố may mắn nhận ra rằng trải nghiệm mới có thể mở ra một loạt cơ hội mới mà họ không ngờ tới. Do đó, họ sẽ thử hầu hết mọi thứ, đi du lịch đến bất kỳ nơi nào và làm bất cứ điều gì họ cảm thấy cần thiết để trải nghiệm cuộc sống theo cách mới và sáng tạo. Họ nhận ra rằng để nắm bắt cơ hội có sẵn ngay bây giờ, họ phải có mặt trong thời điểm này. Những cá nhân có yếu tố may mắn thường xuyên sắp xếp lại các sự kiện và hoàn cảnh cuộc sống của họ theo cách cho phép họ chuyển quan điểm từ những hậu quả tiêu cực sang những kết quả thực tế có thể mang lại cơ hội cho sự trưởng thành và phát triển trong tương lai. Những người được ưu ái với sự may mắn nhận ra rằng toàn bộ thế giới và cấu trúc xã hội của loài người được xây dựng dựa trên các mô hình có thể dự đoán được, mà một khi hiểu được sẽ mở ra một lượng lớn những hiểu biết, và hiểu biết mới giúp họ có thể tận dụng những cơ hội mà họ có thể không bao giờ đã nhận ra đã từng tồn tại. Những cá nhân may mắn có xu hướng không ở quá lâu trên những thất bại và bất hạnh mà cuộc sống mang lại cho họ. Tất nhiên, họ sẽ mất một ít thời gian để học hỏi từ những sự kiện này. Tuy nhiên, họ thường dành thời gian tập trung vào các giải pháp, câu trả lời và những cơ hội mà những vấn đề này mang lại cho họ. Những người sống với yếu tố may mắn coi những gì có vẻ như là xui xẻo chẳng qua là một sự kiện không quan trọng đối với sự thành công và hạnh phúc lâu dài của họ. Kết quả là họ thoát khỏi xiềng xích của bất hạnh bằng cách xem nó trong một ánh sáng tích cực, nhưng thực tế họ coi vận rủi là không liên quan trong dài hạn, hoàn toàn biết rằng tương lai không thể được đo lường hoặc dự đoán bằng một sự kiện đơn lẻ. Họ coi vận rủi là một cơ hội để mở rộng kiến thức và khả năng. Trong những lúc như thế này, họ tìm cách tìm hiểu thêm về bản thân, những người khác và hoàn cảnh mà họ đang phải đối mặt. Họ coi vận rủi chỉ là một trải nghiệm học hỏi giúp nâng cao hiểu biết về hoàn cảnh của họ.
Điều này sau đó sẽ cung cấp cho họ cơ hội để giảm thiểu những sai lầm có thể dự đoán được trong tương lai. Những cá nhân được ban tặng yếu tố may mắn coi mỗi lần vận rủi là một điều xui xẻo tạm thời, nhưng thực sự mang lại lợi ích lâu dài mà bây giờ họ phải dành thời gian để xác định. Họ tự hỏi họ điều này: làm thế nào đây là một phước lành? Làm thế nào tôi có thể học được những bài học tích cực từ những điều này? Những hành động hàng ngày của chúng ta có lợi cho chúng ta hoặc chống lại chúng ta. Khi chúng ta làm việc cho chúng ta tự nhiên thu hút các sự kiện và hoàn cảnh phù hợp với những gì chúng ta mong muốn nhất trong cuộc sống. Mặt khác, khi chúng ta chống lại chúng ta, cuộc sống của chúng ta trở nên rắc rối với nhiều vấn đề, và do đó, chúng ta tự cho mình là người kém may mắn. Những người có vận may nhận ra rằng, để có được thứ họ muốn, trước tiên họ phải giúp người khác có được thứ họ muốn. Do đó, họ tập trung vào việc hỗ trợ người khác với các mục tiêu cá nhân của họ. Những ai có quý nhân may mắn ở bên đều biết rằng mối quan hệ bền chặt với những người khác được xây dựng dựa trên nền tảng vững chắc của sợi dây tình cảm gắn kết mọi người với nhau vì những mục đích và mục tiêu chung. Những cá nhân có yếu tố may mắn có xu hướng sử dụng trực giác của mình để hướng dẫn họ đi đúng hướng. Tương tự như vậy, họ cũng sử dụng thiền định để đạt được sự minh mẫn trong suy nghĩ, đồng thời tận dụng những lời khẳng định để giúp họ tập trung vào những cơ hội tiềm năng có thể nảy sinh. Những người được ban cho sự may mắn đang học hỏi và phát triển liên tục. Bạn thường sẽ thấy họ cải thiện kỹ năng, khả năng giải quyết vấn đề, sự sáng tạo, chuyên môn, kinh nghiệm và kiến thức của họ hàng ngày. Điều này tự nhiên giúp họ có quyền truy cập vào tất cả các nguồn lực cần thiết, cho phép họ thu hút các sự kiện dường như may mắn vào cuộc sống của họ. Những người có yếu tố may mắn hiểu rõ rằng sự chuẩn bị là chìa khóa để tăng tốc lâu dài. Bằng cách chuẩn bị kỹ lưỡng, họ có thể xác định tốt hơn các xu hướng và sự kiện có thể xảy ra do các quyết định và hành động của họ. Điều này đương nhiên cho phép họ làm việc nhanh hơn và thông minh hơn khi họ tiến tới việc đạt được các mục tiêu của mình. Những người có may mắn hiểu rằng nếu không đặt ra mục tiêu và mục tiêu hàng ngày, họ sẽ có rất ít sự tập trung và định hướng. Nếu không có sự tập trung và định hướng này, họ sẽ gặp khó khăn trong việc tận dụng những cơ hội có thể giúp họ đạt được điều họ mong muốn nhất trong cuộc sống. Những người may mắn có xu hướng kiên trì bất chấp những điều chống lại họ. Trên thực tế, khả năng thất bại hoặc mắc sai lầm càng cao, họ càng có động lực để đưa ra mục tiêu và thúc đẩy mục tiêu của mình thành hiện thực. Do đó, họ trau dồi cách tiếp cận không bao giờ bỏ cuộc, không bao giờ từ bỏ cuộc sống và công việc. Những người may mắn luôn làm việc chăm chỉ, thông minh và sáng tạo. Họ hiểu rằng không phải là họ dành bao nhiêu thời gian, mà quan trọng nhất là cách họ làm việc trong thời gian đó. Hơn nữa, họ nhận ra chỉ thông qua quá trình suy nghĩ và hành động sáng tạo, họ mới có thể thu hút được những may mắn và cơ hội. Những người có quý nhân may mắn ở bên có xu hướng giảm thiểu rủi ro trong khi tối đa hóa các lựa chọn tiềm năng của họ khi đưa ra quyết định. Họ tin rằng càng ít có cơ hội xảy ra sai sót thì họ càng có nhiều khả năng đạt được mục tiêu của mình. Họ hoàn toàn chịu trách nhiệm về những suy nghĩ, hành động và quyết định của mình. Hoàn toàn biết rằng kết quả họ đạt được là do họ tự tạo ra. Kết quả là họ có xu hướng không bao biện, không phàn nàn hoặc đổ lỗi cho hoàn cảnh của mình, cho người khác hoặc sự kiện. Họ nhận ra rằng làm điều này sẽ hướng tâm trí của họ vào những gì họ không muốn, và điều này sẽ khiến họ phân tâm khỏi những gì họ muốn. Và kết quả là họ sẽ không xác định được những cơ hội cần thiết để họ đạt được mục tiêu cá nhân của mình. Những người may mắn nhận ra rằng cuộc sống được xây dựng dựa trên khung thời gian của các cơ hội và những cuộc gặp gỡ tình cờ phải được tận dụng ngay khi chúng xuất hiện. Do đó,
Họ thường là những người đầu tiên thực hiện cuộc điện thoại, thực hiện thỏa thuận và là người đầu tiên khởi động điều tiếp theo. Những người có yếu tố may mắn hiểu rằng thành công của người khác có thể được mô phỏng và lặp lại. Do đó, họ dành thời gian nghiên cứu suy nghĩ, niềm tin, thói quen, quyết định và hành động của những cá nhân rất thành công. Sau đó, họ lập mô hình hành vi của mình để đạt được các mục tiêu cá nhân của riêng họ. Họ có xu hướng hình dung những gì họ muốn trong đầu trước khi đạt được nó trong thế giới thực. Họ hiểu rằng bất cứ điều gì họ có thể hình dung trong trí tưởng tượng của họ, họ có thể tạo ra trong thế giới vật chất. Hơn nữa, hình dung giúp họ chuẩn bị cho những vấn đề chưa xảy ra, điều mà người bình thường không bao giờ tưởng tượng được. Thông qua chủ đề của video lần này, Quốc Anh hy vọng rằng đã mang đến nguồn năng lượng tích cực và thông tin hữu ích đến với tất cả các bạn. Các bạn có thể chia sẻ trải nghiệm và kinh nghiệm của các bạn bên dưới video. Đó là cách mà tất cả chúng ta cùng nhau cộng hưởng để làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Ngoài ra, các bạn có thể tương tác trực tiếp với Quốc Anh qua fanpage Swimflame 1177 Linh Hồn Song Sinh mà Quốc Anh có đính kèm bên dưới mỗi video. Tại đó, các bạn có thể chia sẻ câu chuyện của chính các bạn và những điều khiến các bạn trăn trở trong cuộc sống. Quốc Anh trân trọng những cảm xúc đến từ tất cả các bạn. Quốc Anh chúc tất cả các bạn thật nhiều sức khỏe và may mắn. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.